Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé! Lời chúc Tết hay và ý nghĩa nhất Xuân Mậu Tuất 2018. Tết đến xuân sang, một trong những món quà vô cùng ý nghĩa để dành tặng người thân, bạn bè trong dịp đầu xuân năm mới, đó chính là những lời hay ý đẹp, lời chúc Tết đong đầy cảm xúc, niềm yêu thương vô hạn. Lịch Nghề Tốt xin gửi đến các bạn những lời chúc ý nghĩa và tốt đẹp nhất. Hy vọng một năm mới vận khí cát lành, phúc lộc song toàn, cát tường như ý.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.